Lì và góc sút có thể thực hiện quả đá trực tiếp mà nhiều khả năng sẽ là một quả treo bóng. Rất lạ lẫm. Một tình huống phối hợp phạt đá phạt rất cầu kỳ. Còn đây là cơ hội phản công cho đội khách. Nếu như đây là một bàn thắng thì chắc chắn đó là một sai lầm. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của đội khách. Và